ngày 30 tháng 4 mỗi năm là cái ngày mà hai đứa nói là sẽ cho hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện đám cưới đám hỏi vậy đó chị. Cô chú có ghé nhà để thăm á, thì anh không có tỉnh gì được. Em mới bực mình, em nói là tại sao nhậu nhiều vậy á. Nhưng mà thực tế là anh này không có nhậu nhiều. Em muốn là bạn em phải ra gặp cô chú chào hỏi đàng hoàng, bạn cứ ngủ hoài không có vậy. Xong rồi sau đó em mới nói với ba mẹ là không có cưới hỏi gì nữa hết á. Mỗi khi em giận á thì né ra chỗ khác đi, chứ cứ đi theo em á là làm em cảm thấy bực mình hơn. Cứ nhây á chị, cứ làm hết trò này làm trò kia là càng em cảm thấy làm bực. Em vui mà. Không, em không thấy vui, em càng bực mình hơn. Thì em chỉ mong muốn là bạn gái em thay đổi là bớt nóng tính lại chút xíu. Phải ăn sáng mỗi ngày, phải lo cho sức khỏe, công việc phải điều độ lại chút xíu chứ đừng có ham công việc quá. Tại sao lại bắt mọi người cứ nói ra cảm xúc của mình, còn anh thì anh cứ phải giấu đi cảm xúc đó? Thì cái chuyện phô bày cảm xúc á, mình khuyến khích nhưng mà nó phải rất là thận trọng. Bởi vì cái đấy á, nếu mà mình dùng một cách bừa bãi quá, mình lạm dụng nó rất là nguy hiểm. Quản lý có nghĩa là mình biết mình đang cảm xúc gì, dấu cộng hay dấu trừ. Và nếu mình muốn thì mình thể hiện nó ra một cách có ý thức. Ví dụ ta xem một bộ phim chẳng hạn, những đoạn cảm động thì có người rất là xúc động, nhưng có người thì rất là bình thường. Nhưng cái người bình thường đó có thể là có một cái trí tuệ rất là cao. Vậy thì là cái chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc là hai cái chỉ số khác nhau đúng không? Người ta nói người mà biết giấu cảm xúc của mình, biết sử dụng cảm xúc của mình, biết giả với cảm xúc của mình là người đó thông minh đó. Không biết có đúng như vậy không Linh Trang? Dạ em nghĩ là không. Tại vì cảm xúc của anh chân thật lắm, còn giả đó thì nó cũng lộ à. Và anh nhìn lại xem là bà ấy đen thui chứ còn trắng tinh này. Không phải tóc có xoăn, bố cứ không nhận mà khác con người ta hay sao ấy, nhầm con. Em giống hệt của mẹ em mà. Hai người đập cái mặt lại là cái là hai cái là cái điểm chung giữa cái là cái mặt em. Lúc vào thì không gặp khó khăn. Lúc mà đi làm ấy mới là khó khăn. Bởi vì hồi đấy là mọi người còn chưa kiểu cởi mở, mọi người chưa chấp nhận cái giọng Bắc nhiều ấy. Tức là Phương thì ngày xưa nó chăm học quá cho nên là nhiều khi á không biết nấu ăn. Bây giờ không biết nấu ăn đâu. Phương mẹ không vậy. Thậm chí những cái rau không biết nha, nhiều cái rau hồi học đại học rồi không biết nhiều loại rau không biết tên cho nên không biết tên rau luôn. Tình yêu công sở có thể nói là khái niệm mà lâu nay không nhận được nhiều thiện cảm của dư luận. Vì dường như trong môi trường làm việc, những nảy sinh tình cảm đều khiến mọi người xung quanh dễ suy diễn và dèm pha lẫn nhau rằng liệu giữa họ có một sự toan tính ích lợi nào đó hay chăng? Những người còn độc thân thì họ có liêu xiêu, họ có say tí chả sao cả. Nó không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Nhưng mà nếu như là những người có gia đình mà say nắng đồng nghiệp thì lúc đó lại là một vấn đề khác. Đã là đồng nghiệp thì cái giúp đỡ là đương nhiên. Nhưng mà giúp đỡ mà vì yêu á, rồi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tan vỡ. Bởi vì khi không còn yêu nữa thì người ta sẽ không giúp đỡ nữa. Không, tức là cái tốt ở đây tức là mình kiềm chế lại cảm xúc của mình. Kiềm chế cảm xúc. Đó là cái cách để mình đừng có lún sâu vô cái vấn đề đấy mà nó không đem lại một kết quả tốt cho mình. Đó là cái vấn đề mình phải control.